Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ chơi một demo game. Có vẻ là mình đang test với cái người chị của mình hay sao? Không thể tránh khỏi. Có vẻ cái người Alice này mất tín hiệu rồi, mình phải đi tìm cái Alice này vậy. Tại sao không trả lời? Tôi đã chờ ở đây rất lâu rồi. Đốt lửa để sưởi ấm. Ủa, mình nhớ game này mình đào là hành động, nó phải visual novel là dạng chơi game tiểu thuyết đâu ta. Giáp tầm 1, tôi ghét cái city này. Rồi, bắt đầu thấy có không bình thường rồi đó. Vì có sói ở đây thấy không bình thường rồi nè. Sói mà sói mắt lòi vậy. Mất tiêu của hậu quẹt rồi. Alice thì không có ở đây nha. Bây giờ tôi sẽ đi tìm cái lighter và quay trở lại nha. WASD di chuyển nè. Ship để chạy nè. E để đi qua. Gì vậy? Vẻ Bullet đang nói gì đó. Bullet I hear. Cố đi qua nếu không bị phát hiện. Làm sao đây? Tắt. Bullet hood. Tóm lại là cái này giống như là ẩn thân ha. Bấm Antalat để gì trời. Ẩn mày chùm đầu vậy thôi là ẩn thân. Bó tài đi chứ. Thì bò một cái dán trượt ha, đánh bằng cái nút giữa và giữ cái này để ném. Gì hay vậy? Nhưng mà đánh bằng chuột giữa hơi mệt nha.
Hộp sô cô la ở dưới cái bàn học bị bỏ, hơi vô lý mà thôi cũng được. Có vẻ là có cái tiếng tivi đằng sau cái cửa này ha. Sự tìm kiếm những cái đứa trẻ mà mồ côi à, theo cảnh sát hả? Có vẻ thì cô ấy đã bắt đầu đốt phá vào sáng ngày hôm qua. Sự can thiệp là sao nhỉ? Bully 17 tuổi, tóc vàng, im lặng. Nếu mà bạn thấy cô gái này, làm ơn liên hệ cảnh sát ngay trực tiếp. Không tốt rồi. Ông chú thanh niên gì à? Này công chúa, giữ sự tôn trọng người đàn ông làm việc ha. Tôi thích những cô gái tóc dài, tóc vàng. Hay, tôi đang nói chuyện với bạn. Bạn nghĩ bạn đi đâu vậy? Tiếng ồn gì vậy? Vậy đi, chúng ta đang chờ bạn. Ngồi ở đây, tôi sẽ trở lại sớm. Hồ E đã nhảy xuống. Nhiều cái dấu chân con chó xuống đây thì con này không muốn xuống đây. Cái hàng này nó nói là: này bạn, hãy ở đây đi, cấm chạy. Chúng tôi đã phát hiện được cái cô gái bỏ chạy tóc vàng nè. Cái hàng cha say xỉn thì kêu mình tới đây. Không có đùa. Phải kêu mình không nhỉ? Tự nhiên cái ông đó ông nhảy xuống chi trời. Bây giờ mình nhảy xuống bắt đầu mất máu rồi. Con chó này chạy đi đâu vậy? Hát để hồi máu. À, hát hồi máu nè. Ủa, nó trừ cái chocolate bar của mình đi một cái rồi. À, cái này là sách hướng dẫn. Nhưng mà xài mất một miếng thanh sô-cô-la rồi. Ủa, mình đi đâu ta? Qua đây còn không cho đi luôn. Cái gì á?
Giờ đi đâu trời? À, đi qua cầu. Trời ơi. Hàng chim thấy kỳ kỳ. Sao cái cầu mà đi được? Rồi rớt xuống giếng luôn. Ồ, đây là cái cô Alice nha gì nè. Tối nay nó sẽ bắt đầu. Tôi sẽ đưa những cái đứa trẻ ra ngoài. Giờ bạn sẽ thiêu rụi cái hang chết tiệt này. Tôi muốn thấy vẻ mặt của Valentina khi mà cô ấy nhận ra hai cái cô gái đã qua mặt cô ấy. Cô ấy đáng được như vậy. Tất cả họ đáng được như vậy. Hứa với tôi rằng bạn sẽ đưa nó trở lại khi mà tất cả đã kết thúc và chúng ta sẽ gặp ở bên kia. Hứa để đưa nó lại. Yes. Ok, lại đây, giữ nó cho bản thân bạn, tôi sẽ ăn trộm nhiều hơn. Hay Bully. Cẩn thận. Đây hành một cái game phiêu lưu gì đây trời. Tha thứ cho tôi, Alex. Tôi đã làm hỏng nó. Giữ e để đứng dậy. Hình như mất tín hiệu và mất pin rồi vậy. Tôi vẫn còn sống, tôi cần phải đi ra ngoài. Cái khó là bây giờ mình không có biết hướng. À, hướng này. Nơi này là chỗ gì vậy? Này giống như kiểu trinh thám huyền bí gì chăng? Có vẻ là giống như tưởng là không bị đụng đầu ha, khi mà té xuống ha. Làm sao những cái thứ này mà có thể rơi xuống ở một cái giếng bỏ hoang được. Nơi này không có đúng lắm. Trời, sạch chocolate bar mà có chút xíu máu à. Đây là cái gì vậy? Một bộ xương thật ha. Anh ấy phải bị treo ở đây rất là một thời gian rất là dài. Cái con sói nè.
Anh ấy làm gì ở đây nè? À, cái học quạt là cái con này đang lấy của mình nè. Anh ấy sẽ đưa cho tôi sao? Đâu đây trời? Mày nó làm gì để chúng nổi giận không? Cái lòng thù hận nó đang sôi sục nên họ muốn xé mình ra từng mảnh nè. Bạn không thuộc về nơi này. Họ cũng cảm thấy như vậy. Tôi không thể giữ chúng mãi mãi nhưng chúng ta phải giúp đỡ nhau. Bạn cần phải là người thợ săn. Không ai có thể tìm được cái A-căng là cái gì ta? Không ai có thể tìm được cái dấu vết của cái A-căng. Tôi là một người bắt và không thể rời khỏi nơi này bằng khả năng của tôi. Giống như bạn ngay bây giờ. Như có ba cái nó khóa cái ba cái chìa khóa trên cái người này nha. Cái nó sẽ giúp cái loại bỏ cái dấu à. Và tôi sẽ trở về nơi mà, và tôi sẽ trả cô ấy về nơi mà cô ấy thuộc về. Bạn nghĩ gì? Họ săn im lặng. Có thể chúng ta giúp đỡ nhau không? Tốt. Chúng ta tìm được cái người thợ săn mới. Bây giờ chúng ta sẽ cần liên kết với bạn. Bây giờ dù mình không muốn, nó cũng có đủ sức mạnh xích mình thôi. Ba con quỷ đã xích tôi lại. Sự sống của chúng là cái chìa khóa tiêu diệt chúng. Và sau đó cả hai chúng ta sẽ tự do. Quà có ginh luôn kìa. Và nó là của bạn ngay bây giờ. Không ai có thể chiến đấu tự do với hai cái bàn tay trắng. Chúng may mắn thợ săn nhỏ bé. Rồi bắt đầu đúng là chúng đúng chức hành động này nè. Chúng ta có cái gì nè? Không phải tất cả công chúa đều được lên thiên đàng phải không? Bởi vì bạn mà tôi ở đây. Đây là lỗi của bạn. Như vậy bị hỏng à. Họ đã làm cho chúng đáng tin cậy hơn ở đây, chờ ở đây.
Tôi sẽ tìm cái gì đó để đập đầu của bạn ha, và sẽ trở lại ngay. Ginh à, đam 0.5 độ chính xác 100. Từ một cái bàn cánh tay nhỏ, mọi thứ có vẻ không tốt vì ánh sáng lạnh của nó. Hãy giữ chặt nó. Đạn cho cái súng như vậy. Trên mỗi viên đạn chúng ta hầu như không thể nhận ra dấu ấn của khuôn mặt bị biến dạng bởi cơn khát máu vĩnh cửu không thể nào dập tắt, được phục hồi khi giết kẻ thù. Mình có khoảng 6 viên đạn như vậy. Tôi còn phải rời khỏi đây nhanh và tìm thấy Alex ha. Có vẻ là tôi sẽ đi giúp đỡ cái người tâm thần này. Vậy đáp chocolate bar lấy được 10 cái. Cửa bị kẹt không thể mở. Hiếm có cái game mà kiểu như nhân vật hoạt hình mà đi full luôn kinh dị thế này. Ồ, tôi phải và bắn chuột trái. Hãy giữ nó thật chắc hả? Này không có cơ chế gài đạn à. Để em mới gài được. Bắn nó bằng ánh sáng của cái chỗ đó. Nó nói là tôi đã bị chú ý, cần thử lại. Tự nhiên tránh qua mọi cách nhìn bằng con mắt. Cái này là người chết cháy sống lại trong lòng. Họ không gương mặt, nhưng mà cái cơ thể bị dập và co giật. Hình như dường như họ không quan tâm về tôi, đây quan tâm.
Này giống như đạn bất tử ta. Ôi bất tử nha. Vẻ là phải tiêu diệt những linh hồn này xong thì nó mới sống lại, mới hồi lại đạn. Ôi, hôm nay có một hộp chocolate. Cái này giống như là chỗ để mình hồi đạn ha. Lava. Cái này nó giống như một cái loại ấu trùng, rồi bấm G để ném nó sẽ phát nổ. Có giới hạn không nhỉ? Một lần mệt là mỗi lần đi phải nạp đây, nạp đạn lại. Nó không, cũng không được nạp lại luôn. Lấy hai là còn hai à. Trời, bắn sai cái vụ bắn hụt nữa nha. Không có đơn giản. Ố tài thì. Wow, game này có dot nè. Hay là nhảy tránh né nè. Đạn có hạn quá. Mình nó ném qua kia không? Sao mà ném qua kia được? Không thể nào ném qua cái cửa sắt được ha. Ai đây? Một bóng ma khác. Người này có vũ trang nhưng mà có vẻ là không có hung dữ à. Có thể anh ấy giải thích cái việc xảy ra ở đây và cái nơi này là như thế nào hả? Dừng lại bất kỳ ai đang đến. Bạn không giống như cái bọn bóng ma giống này. Bạn là cái gì vậy hả? Bạn không nhìn giống như ác quỷ à? Cái điều quan trọng nhất là bạn không đến từ Ford. Không nói nhiều phải không?
Bạn nhìn có vẻ không được ổn à. Da không thường xuyên gặp những người bạn như bạn ở đây. Dọc theo cái đường ray ở cái trại mồ côi đến đó, họ sẽ chăm sóc bạn ở đó. Tôi muốn tiễn bạn nhưng tôi không thể rời vị trí của mình được. Hãy nhận nó. Wow, mình lấy được. Sạch kinh nè. Mạnh gì? Ủa, nó quá mạnh luôn á, đánh mình mất cả đống máu luôn á. Thì đã mở cửa. Hết đạn. Hai cây thì hết đạn. À, khi mình tiêu diệt con kia nó có khả năng nó hồi lại cái đạn mà sau khi mình đắng nó ha. Nhưng mà cái shotgun thì không có. Chỉ có dòng súng kia thôi. Cái này không hồi lại đạn được. Trời ơi. Kỳ vậy. Cái súng lục mới được hồi. Vô tài thì khó cho mình quá. Rồi đừng bắn xong rồi phải về hoặc là chờ lại nạp lại đạn. Cái inventory nè, sử dụng cho vũ khí phụ. Vậy là cái shotgun là mình phải tiêu diệt quái nó mới hồi cho mình. Bây giờ không ổn rồi. Cái đó như cái bẫy à. Không ổn rồi. Không có nào hạ được tụi nó ta. Không có nào hạ được cái con này sao? Vậy là vậy rồi.
Bill là máu hả? Dạ, cứ quên này hoài. Thì khó là mấy con này nó nhanh quá. Hết máu luôn á. Này quái quá mạnh luôn. Mấy cái bẫy này mình không phá được nữa chứ. Hết đạn. Đúng chán luôn. Hết đạn phải đi về. Đã gì gặp mấy con này bẫy nữa chứ. Game này giới hạn đạn quá. Này 70 à. Saramana là cái gì nữa vậy trời? Hò máu à? Laser. Kiểu như chiếu vô giống như trò chơi đồ chơi nít vậy. Nhưng mà cái laser này xài sao ta? On up the laser. À. Thì giờ là vẫn chính xác hơn. Rồi cũng quay về đây cái chỗ nãy mình đi rồi nha. Đều hao máu quá nha. Game này công nhận khó thiệt. Đây không biết sao đây. Máu mè ít nổi quá. Không có chỗ nào mà dự trù hết.
À, hết là phải tiêu diệt cái con đó nó mới mở cái đường nó mình đi. Còn cái cửa bên kia nó này, nó không biết cái ký hiệu con rùa đó là cái gì. À, sau khi mình lấy cái này mình được tăng thêm một viên đạn nữa. Đỡ quá. Trời ơi, hao đạn quá. Đây là một loại quái vật mới nha. Không đủ đạn mới ghê chứ. Fly là con ruồi ha. Nghi lễ bay. Có một cuốn sách cũ trong tay bạn. Ngôn ngữ trong cuốn sách không quen thuộc, nhưng bạn lại hiểu rõ nó một cách kinh ngạc. Bạn đọc văn bản, cố cảm nhận được sức mạnh trong đó, đọc đúng chỗ nó giải phóng cơ thể bạn khỏi trọng lực. Nhưng chỉ khi có ít nhất một viên đạn trong cái cây súng, yêu cầu cây súng được sạc đầy để sử dụng. Có vẻ là cái này nó dùng nguyên liệu của cây súng như vậy. Mỗi lần vậy là nó đòi cái súng mình phải đầy đạn mới được nha. Hai thiệt chứ. Này có money nữa. Lava. Rồi, mình hiểu sơ sơ rồi. Wow, mấy con đó nó sống lại. Cái gì đây trời? Hồi lần hơi bị mệt đấy. Giải đố các kiểu nữa trời ơi trời. Trời. Cái này cũng hơi quái nhỉ.
Dạ. Khó ghê luôn á. Skip nhanh tới đó nha. Cái này là mình phải đứng đây mình bắn trước ha. Tốt nhất cái bọn này mình bắn không được á. Rồi skip nhanh tới đó nha. Cuối cùng cũng đi qua đây. Đi thẳng từ đây qua đây luôn nha. Mình lấy được con lava với hộp đạn. Bây giờ này hết đạn, phải quay về đây lấy lại. Chua thiệt. Không được bắn quá nhanh nè. Cái khổ là mình phải đi vòng qua đây nha. Khó ghê. Này công chúa, bọn chúng đang bao vây tôi. Tôi biết làm sao chúng ta có thể thoát ra khỏi đây. Hãy giúp đỡ thu hút chúng. Hắn đang giả dối. Giờ khó là mình hết đạn rồi. Ồ, cái đánh dán trượt nó có thể né được của mình nó mới ghê. Như nó bị què rồi phải. Dạ. Chủ quan.
Sony này có vụ bắn tầm xa nữa chứ. Không có đường nào ra khỏi đây hết. Bạn có cánh liễu tôi hay không cũng không quan trọng. Chưa kịp nói cái câu lắm, nó bùm luôn rồi. Anh ấy đáng như thế. Hòn. Chúng đáng như vậy. Cái này theo mình hiểu là trong cái thế giới này mình càng nhiều làm chuyện ác thì mình có mọc cái sừng, có thể biến thành ác quỷ thì sao, không có thể vậy. Làm những cái chuyện tốt thì may ra được cái thiên thần chẳng thể cho cơ chế thiên thần ác quỷ trong tương lai, hoặc chỉ có sừng quỷ thôi. Ở trong cái này mình thấy nó đang lướt bằng cái sừng quỷ này. Cái game này có vẻ là sẽ còn phiêu lưu và chơi dài dài. Cái lối chơi của game này cũng lạ. Các bạn demo tới đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Chào mọi người nha. Mình cứ tưởng cái này nó chiếu tiếp, bây giờ nó chiếu xong nó ngắt rồi, nó chiếu lại, ngắt xong chiếu lại. Rồi, chào mọi người nha. Mình thấy game này cũng hay chứ, độc đáo, dẫn chuyện cũng tốt, nhân vật thú vị.